sâm cau từ trước đến giờ ở đông y chúng tôi hay đi học cổ truyền ấy, trong dân gian người ta vẫn dùng sâm cau để điều trị yếu sinh lý đối với những người nam giới mà rối loạn cường dương, ví dụ như là không lên được, mềm yếu, và có những người liệt dương. Thế nhưng mà đối với những cái trường hợp mà không ham muốn hoặc là kém ham muốn thì cũng có tác dụng rất tốt. Hai nữa là những người mà bị rối loạn cái thời gian, bị rối loạn cái tần suất là cũng rất là cần phải dùng với nó. Thế là đông y chúng tôi là thường dùng như vậy và hỗ trợ cái điều trị mà mãn dục lam, rồi hỗ trợ cái điều trị mà hiếm mụn con ở người nam giới thì người ta cũng sử dụng lên nó. Thế nhưng mà hôm nay rất là vui là thấy được cái viện hóa học và các chất hữu cơ ấy đã nghiên cứu ra, thấy rằng nó có những cái chất, nó hai cái chất chính đó là cucurin với lại safulin của nó, hai cái chất đó chính mà viện hóa học nghiên cứu ra và đã đánh giá nó như là Viagra của tự nhiên, của thiên nhiên. Mà Viagra là cái cứu cánh cho những người đàn ông mà yếu sinh lý, mà rối loạn cường dương, mà không ham muốn và có những cái triệu chứng biểu hiện của cái hiếm muộn con, thì cái Viagra là cái cứu cánh. Bây giờ nhưng cái Viagra lại rất có nhiều tác dụng phụ vì nó là hóa chất, hóa dược. Thế thì đây là một cái sản phẩm mà nó là Viagra tự nhiên trong thiên nhiên có, đó chính là sâm cau Hà Giang, và tôi đánh giá rất cao cái sản phẩm này. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.